Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một hòn đảo rất đặc biệt đến nỗi có 102 trên thế giới. Nói đến đảo, một đảo mà gần biên giới giữa hai quốc gia, thì thường một quốc gia sẽ muốn độc chiếm cái hòn đảo đó các bạn ạ. Hai quốc gia đó thường là tranh chấp rất quyết liệt. Tuy nhiên hòn đảo mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, đó là hòn đảo mà 6 tháng lại đổi quốc tịch một lần. 6 tháng của quốc gia này, 6 tháng sau lại của quốc gia khác các bạn ạ. Vậy thì đó là hòn đảo nào? Đó chính là đảo Fijian, nằm giữa biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hòn đảo đó. Và hòn đảo đó như thế nào? Hòn đảo đó có lớn không này? Có gì đặc biệt này? Và tại sao lại đổi quốc tịch như vậy? Đảo Fijian nằm trên sông Biraswa, giáp biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha, gần với Đại Tây Dương. Và đảo Fijian thì cách biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha khoảng 30-40 mét các bạn ạ. Vậy thì đảo Fijian có nghĩa là gì? Đảo Fijian có nghĩa là đảo chim chí. Vậy thì phải chăng là ở đây có nhiều chim chí chăng? Không hề các bạn ạ. Trên đảo không hề có một con chim chí nào. Không hiểu vì sao người ta lại gọi đây là đảo chim chí. Vậy thì tại sao đảo Fijian 6 tháng lại đổi quốc tịch một lần? Nó bắt nguồn từ cuộc chiến tranh của Pháp và Tây Ban Nha vào năm 1635 cho đến năm 1659. Sau hơn 20 năm chiến tranh thì Pháp và Tây Ban Nha đã ký hòa ước với nhau. Và trong cái hòa ước đó, họ đã quyết định là chọn một nơi giữa hai quốc gia để mà ký hòa ước này. Cái nơi mà được chọn đó chính là đảo Fijian các bạn ạ. Vì vậy hòn đảo này sau cũng được coi là địa điểm để thể hiện sự hòa bình giữa hai quốc gia. Hai bên đã quyết định cứ 6 tháng đổi quốc tịch cho hòn đảo này. 6 tháng thì thuộc về Pháp, 6 tháng thì lại thuộc về Tây Ban Nha. Và cho đến ngày hôm nay, đảo Fijian đã đổi quốc tịch tới hơn 700 lần các bạn ạ. Và đảo Fijian trước đây thì cho tham quan tự do, nhưng bây giờ thì hạn chế tham quan. Chỉ những ngày đặc biệt thì người dân mới được đến đảo Fijian. Và cứ 6 tháng, đại diện của Pháp và Tây Ban Nha đến đảo Fijian để đổi quốc tịch cho hòn đảo Fijian này. Rất đặc biệt phải không các bạn? Về hòn đảo đổi quốc tịch 6 tháng một lần, đảo Fijian nằm giữa biên giới Pháp và Tây Ban Nha. Có thể có bạn đã biết, nhưng phần lớn rằng các bạn sẽ chưa biết. Và hy vọng đây sẽ là một kiến thức thú vị dành cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào các bạn.